Đây anh em ơi, có một bạn nó trồng thọ nè các bạn, rất là đẹp luôn nè. Một chậu là 4 cây nha, nên cái tàn nó đẹp lắm. 65.000, vòng vòng trong huyện Thoại Sơn, giao tới nhà luôn các bạn, giao tới nhà miễn phí luôn, không tính tiền luôn. Còn đây là chân Tết này, nó chỗ sau nha. Còn cái bông này bán liền luôn được nè. Này chỗ quá trời chỗ, dần tư luôn. Còn đằng kia bông nó dây xiêm cơ nữa là bông nhỏ nhỏ này. Bây giờ bông này nó mới ra nè, mà còn nhỏ nè, mà đều quá trời luôn nè. Cái này ai mua mà chừng dám ba cái bông sao dám tới gầm luôn á người ta. Nhà ở bông này là chỗ tới gầm luôn nè. Cái này cũng 65.000 cặp luôn hả ông Mang? Ôi, cái này 65.000 luôn hả? Tất cả 65.000 hả gì? Tất cả là đồng giá. Đồng giá 65.000 cặp nha các bạn ơi. Này chân là cái này mới có 23-24 gì, mua mấy cái này là chân qua Tết luôn được nè. Mấy cái này có đem ra ngoài kia để ngoài không? Ừ. Gì mà hỏi nó không trả lời chứ chạy. Đó. Các bạn nào cảm thấy ủng hộ bông được thì cứ nhắn tin cho mình nha, trong huyện Thoại Sơn nha các bạn ơi. Đó, thôi chào các bạn nha, chúc các bạn có một mùa xuân thật vui tươi và hạnh phúc nha.